sinh năm 1971 tại Nha Trang, cả gia đình di cư vào vùng núi Đắk Lắk. Tuổi thơ cơ cực, hàng ngày phải bẻ ngô, chăm lợn, từ nhà tới trường 15 km núi đồi đi bộ. Để ông có thể ăn học, mẹ phải làm mọi thứ, việc bán cả ngô, gạo, gánh gạch lo ăn từng bữa, khai trương lò quay cà phê bằng tay, đốt bằng củi ngay trong phòng trọ ọp ẹp gần trường. May mắn được số người ủng hộ có chút vốn, ông tiến vào Sài Gòn mở lò rang xay chế biến. Lần đầu thất bại khiến ông mất sạch. Sau nhiều đêm thức trắng suy nghĩ, ý chí quyết tâm không gục ngã, còn lại duy nhất chiếc dream, ông đem bán mở cà phê Trung Nguyên, miễn phí uống 10 ngày và được hưởng ứng lớn khủng khiếp. Sau 10 năm trở thành tập đoàn mạnh nhất với sản xuất, chế biến, kinh doanh trà, cà phê, nhượng quyền thương hiệu và dịch vụ phân phối, bán lẻ. Hiện nay Trung Nguyên đã có 1.000 quán cà phê nhượng quyền trên cả nước và 8 quán nước ngoài, Mỹ, Nhật, Singapore, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia, Ba Lan, Ukraine, xuất khẩu đến 43 quốc gia trên thế giới, lớn nhất Đông Nam Á, được tạp chí Forbes vinh danh vua cà phê. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ,